Nghĩa là trong ngày ngày nào thời điểm nào cũng được, chỉ cần là hạn chế tránh cái thời điểm mà các bạn ấy hay cáu gắt trong ngày, như các bạn ấy đang gắt ngủ hay gắt ăn thôi đúng không ạ? Vâng, đúng rồi, vì em thấy là rất là nhiều mẹ thì rất là thích tắm sáng để gọi là tắm vitamin D, nhưng có nhiều mẹ lại thích tắm khung trưa trưa đầu giờ chiều để cho ấm nhất trong ngày. Nhưng mà nhiều mẹ lại muốn tắm chiều chiều để con ngủ, các mẹ bảo là ban đêm các con ngủ sâu hơn một chút. Nói chung là cũng tùy mỗi mẹ để có những cái quan điểm khác nhau. Ôi em kìa, nhìn em kìa. Em ơi, em chào các mẹ đi nào, các mẹ chào em đi này, có nhiều mẹ chào em lắm.